chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại cánh đồng ngoài chỗ nhà mình đây. Lúa cũng xanh hết rồi. Và ngày hôm nay thì chia sẻ với mọi người một cái phong tục của người Tày. Thì có gọi là làm khoăn. Thì cái làm khoăn này thì mình có hỏi hôm nay qua thì các bác bảo những người mà qua 70 tuổi rồi ấy, thì sẽ được làm khoăn này. Và ngày hôm nay thì làm cho bà nhà bác Đà, bà cánh Đà. Đó, mình có mặt nhà anh Đà. Và ý nghĩa nó sẽ là nhiều là gần như mừng thọ mọi người. Và sẽ làm một số thủ tục của người Tày nữa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chuyển vào trong nhà. Trong nhà thì mình vào thì có đỡ mấy anh em mổ lợn rồi. Và cũng để ra quay luôn. Anh Mạnh ngày mai thì đi đỡ nhà bác. Cũng có một cái chút công việc. Và thì Trâm sẽ ra đỡ nhà bác Đà ngày hôm nay. Cái mừng thọ làm khoăn này thì nó sẽ kéo dài, cứ người ta sẽ làm mất khoảng tầm hơn một ngày vậy. Hơn một ngày. Đó, mình hỏi hôm nay qua như vậy. Thì bây giờ mình sẽ di ở trong nhà và xem là mấy anh em đang chuẩn bị như nào rồi. Xin mọi người cùng theo chân mình nhá. Đó, trong này thì mấy bác cháu, mấy anh em đang chuẩn bị phẩm để cung cấp cho cái lễ này. Thì nãy vừa mấy anh bắt đấy, con lợn này thì được khoảng tầm hơn một tạ. Lợn nhà bác thì chăm thì tự nuôi và không cho ăn cám, kiểu thức ăn bình thường thôi. Chuối này, ngô là chủ yếu rồi. Cho ăn cám ấy. Chuẩn bị công việc trước. Là lợn khá là ngon đấy. Bây giờ sẽ chuyển cái phần lợn vừa xử lý xong ở trong nhà rồi. Đó, ở trong bãi. Trời cũng đã sắp vào mưa rồi. Mưa một chân. Phần lợn này sẽ không đủ để sử dụng trong cái lễ đâu, nên là chỗ mổ lợn ra lấy cái đầu với cả phần chân để cúng đó, cho thầy làm lễ. Còn phần thịt thì sẽ dùng được một ít, còn phần chân và phần đầu sẽ bỏ riêng ra để luộc qua và mang lên làm lễ cúng. Nghe đâu thì anh Đào bảo là sẽ làm 16 mâm. Với người Tày thì cái lễ khủng khoăn này, đó, cái lễ mừng thọ này sẽ làm khá là to á. Đây là 16 mâm và sử dụng trong nhà luôn. Tại vì hình ảnh nó máu me một chút đấy, nên là mình sẽ không làm quay chi tiết hơn. Nó phi phạm cái chính sách của YouTube. Thì lát nữa mình sẽ ghi hình tiết mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái nào mình cũng ăn nó. Cái này cũng là suối mà. Nó cá đi, nó cá đi. Cái đó. Có cái dòng của đá này. Ép giò, cái giò mình làm sẽ làm bằng cái giò bì luôn, nó không phải là cái giò xào, nó là cái giò bì, cũng gần như nhau thôi, dạng gần như nhau nhưng mà nó sẽ không ép bằng khuôn, mà sẽ dùng cái nẹp này để ép, đó, chẻ cây đó. Sẽ có 4 cái cây này, những cái đòn và ép buộc vào, cái phần thịt lợn thì sẽ không được xẻ đâu, để nguyên miếng và cuộn cái phần bì cho vào. Thịt bên trong mà cái phải để phần da nó để mình nẹp nó vào ấy. Trong cái phần vỏ giò. Cô ấy làm mình trẻ bằng cây gì đấy ạ? Cây giang ạ? Cái khó khăn này phải là cây giang mềm. Cây giang cây giang thì chất lượng nó dai á, nó dẻo, làm giảm mà cái kia ấy phải ngâm cây trước rồi, ngâm nước trước một thời gian để làm lạp được. Cái cây tươi không dùng được, ngâm nước và mang phơi khô. Đây anh ta đang thái cái vỏ giò anh ta nhỉ? Đấy. Bằng da bì đúng không? Mỡ tươi. Càng đấy. Bây phải lọc cái phần mỡ gì ấy? Bớt mỡ gì ạ? Mà nhiều mỡ quá nó sẽ bị ngấy. Cái phần này sẽ làm cái phần vỏ của giò nhé. Bên trong mình sẽ có thịt nữa. Có thịt mỡ, thịt nạc. Và có mục nhĩ đúng không? Bên trong giò ấy ạ. Đang máu. Cái kia là phó giám đốc điều hành. Giám đốc của phải làm lòng. Kiêm lao động chính. Giám đốc mà là nghiêm là công nhân luôn. Đang chiều cô. Hết giờ làm việc đi bác chuối. Giám đốc mà là bác chuối ngồi nhà thôi, có đệ tử đi làm đâu mà. Giờ làm việc là đi bác chuối thôi. Bác có đọc cái phần da này, chỗ phần đùi. Tất cả phần da tôi dùng làm cái vỏ giò hết mọi người. Dùng nguyên tất cả phần da là phần da luôn. Làm cái vỏ giò. Ngắn quá không anh? Đây đi à, hay là bà mà nói mà không. Mang vào mới phép. Cái hú vây, cái đàn cao đúng là mưa chào đây. Tự vây, tập chiều. Chắc
bộ phép cái gì đấy, kinh nghiệm 75 gì đấy. Đúc rồi, kinh nghiệm 75 cơ. Giám đốc ngồi bên kia nhá, cẩn thận nhá. Phép có là tí ra biết mặt ngay đấy. Bác đang phân mục nhĩ mà mục nhĩ sẽ được tái nhỏ ra và tái vào hành nữa. Sau sẽ cho vào trộn với cả ướp với thịt cần thái ở đây. Thịt cần thái rồi và sẽ là mình nhân kiểu cái giò. Mình biết được gọi là cái giò bó rồi, chứ không biết có thể chính xác của nó. Kiểu giò bó. Ta sẽ cho thêm một chút gia vị nữa và sẽ trộn đều lên rồi làm phần nhân gói luôn và mang đi luộc. Luộc khá là lâu ấy, cái phần giò này. Anh coi gì? Em không đếm đâu. Hả? Mọi anh cho nhiều trứng không anh? Tổng là chục quả hay chục quả thôi. Cho nó liên kết với nhau. Có đuôi lòng thôi. Độ dính. Trong là cái này thì chị nào cho em trứng mọi người ạ? Ừ, cứ đúc vào cái chuột. Cái bài quả trứng nữa. Thơm hơn với cả nó có độ liên kết được cái giò. Thử cần thái ra rời rạc hết. Cần sao ở? Nó ra sao mà giờ có ấu mà ấu. Bên kia thì mọi người đang đúc rồi. Rồi lòng lúc khá tối rồi, đang sấm tắt mưa rồi. Cũng ra trời đang sáng rồi nhưng mà trên mình dạo đang mưa nhiều quá. Hơi bình trời sáng một chút. Trên mình mấy bên đang mưa rất khá là nhiều. Nên là hồi mấy hôm vừa rồi em mình không đi quay được. Mưa cả ngày luôn. Anh Đà đã chủ trì món món giò này anh. Giò. Anh chủ trì đúng không? Chồng anh ấy rồi. Phụ à? Tưởng mà chủ trì. Đây thì mình sẽ bọc có một lớp tải ở ngoài để bó cho nó chắc. Và bên trong sẽ có một lớp bà chuối. Theo bác bảo vậy. Bác sĩ bác sĩ mình thiên nhỉ. Chít hơn hả? Rồi, thoải mái rồi. Nặng hả? Mời ho cho hả? Có ho. Cái có cái mưa á. Thế bây ai á? Ai làm? Làm ấp nhiều không? Ai phụ hả? Ai phụ hay ai làm chính? Ông làm với tôi làm. Sao
thằng do tê hôi hàm cái mặt lái á, chắc là cái mặt túng quá ấy. Khi ao bé lang mà hạt ao cứ khí còn nãy có khí cá. Lấy một đoạn rồi. Không chính mấy. Làm hết rồi. Còn cái này làm hai bát canh ấy đi. Dùng là được. Nhục tế. Cái hạt này. Cái này là còn hết rồi mà. Quân rồi. Bạn bán cứ ao gói cá bên này. Ao muốn ủ phết cho tao ăn tải. Cứ ao ông ấy. Ông ba về về trường ăn ao nho mà trường ăn như nổi. Quấn như cái nem ấy nhỉ? Lại quả bà mắt đẹp. Mày về con e ấy nhỉ? Lại con e nữa. Đâu, mấy lúc tả lai gió lắm á, không biết tả bay luôn rồi. Lên nữa mà còn tả tiếp. Kinh nghiệm đầy mình mới làm được cái này đấy, nó giản đâu. Bao nhiêu năm làm nghề bác? Bác tính cả tuổi mù nữa năm nay được 37 năm rồi. Chú. Đi nữa. Chia chỗ là 70 năm làm rồi, được vài ngày vậy. Đi anh mua anh vào nhà ở đây nhé. Cả được 7 năm lòng. Vậy đi em chui theo ấy vào đây. Rồi, cái này. Chắc. Chắc, 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 chắc. Lăng lăng ở phèo đại. Phèo đại. Có cái phèo này hơn. 75 tuổi rồi và nó đi tìm bố này. Làm từ làm tháng thêm bố của cụ năm nay bao nhiêu? Chắc ngoài 70 tí. Cái bọn này nó sẽ bọc và kẹp cực kỳ chắc mọi người ạ. Cái hàng này khó lướt là không đại đâu, mà chứ thức cái cặp kia rồi nè. Nếu mà buộc không chắc rồi, làm không chắc rồi sẽ kiểu thái sẽ vỡ hết. Đọc lại. Bảy mươi năm trong nghề rồi đấy. Năm nay 50 tuổi nhưng mà 50 năm trong nghề. Đã xong món ba chi phí mãi chi phí nữa. Chi không cho phần nhiều nhiều phần nhiều. Bây giờ nó mới ăn mới lá nữa, bây giờ mới mà mình ao. Đấy, đưa này đoàn giải cho. Thuốc lá mình. Đấy, ra đây cho. Có nào đấy, có bao nào lần rồi. Bây giờ. Bây giờ biết ao. À, mùi ao mà ao. Ao biết ao bắt tốt. Hai đứa lên xe về chưa? Ở đâu? Vậy rồi vậy chứ, con của đơn. Đem qua thuốc bình mãi bên nhà kề. Chỉ tiếng là ao rồi. Số tiếng hả? Bé tiếng. Bằng nấu bánh, bằng nấu bánh trưng ngươi nhỉ? Đây có một lắm có một hạt ở đây trên này, có những người còn đang thét và quần của da. Mấy bà tay bọn bị bọn thét. Đang bắt tay, bắt tiếc quần. Cái ngoài cái nhiếc mà. Này phải phải. Nên mình tập về ngồi quay cho quay. Đây bây giờ luôn đúng không đấy? Thế bạn biết tôi mang hạt khẩu ở khẩu ngay đây. Chảo không to ha. Rồi, đưa ở đó. Có bắt đẩy không? Ăn này tòng đấy. Chưa đâu người mơ. Nếu mà cơm. Kêu mà. Ủa cho mới để ơ. Đây phát này cầm. Ăn táo cái táo cái. Thế vừa rồi làm ra thì nó bị lỗi gì? Nó dễ bị hỏng. Nó bị khỏ nhân bên ngoài là hỏng luôn. Tí sẽ phải sửa lại. Bác làm cái lò mới. Hỏng đâu, vấn đề đây đó. Tí anh sửa lại chứ. Cái chưa sửa nhỉ? Cái chưa sửa thôi. Cái ghê chắc hơn, có vẻ là khả năng kia thì không cao hơn. Đầu
Một năm mà bác không làm tay nghề mai một rồi. Trên nhà tất bật cũng gần sau cái thùng ạ. Đây là nồi lòng luộc và đang chuẩn bị nấu cơm cho bữa tối ngày hôm nay. Chọc lại phép về. Chọc từ lúc nãy rồi. Đấy, anh bảo để anh giúp cho. Lâu phải ngọt ngào tí chứ. Đó. Vừa sắp mâm rồi kìa. Hôm nay thì sẽ là hai mâm cơm và còn một tiết canh nữa. Vừa mới mổ lợn mà. Một mâm thì sẽ là dành cho phụ nữ và trẻ em. Bên này là mâm cơm của các ông rượu. Cơm khá đơn giản thôi. Có món thịt lộn này, cái chanh và lòng lợn, thịt rang và đỗ. Bữa tối mai thì không cục gì đâu. Đến ngày mai thì sẽ bắt đầu làm cơm. Mai chủ yếu là chuẩn bị cho bữa ngày mai. Ngày mai sẽ cả trưa cả tối luôn, và hết một ngày luôn, qua đêm. Đến sáng mai sẽ phải xong. Là xong hết khoảng một ngày rồi đấy. Ý dạ, người đẹp bê canh. Này có món thêm món canh măng nứa ấy. Thơm quá, mời bạn ăn nha. Thơm phức. Ủa, bê đâu thơm đấy. Cái cho em cả lá, lá rau gì ạ? À, lá mùi tàu. Thơm. Đi lên đấy. Trời ơi, nóng. Mầm cái tàn kem này nhìn cái chân. Nay mình cũng không quay chi tiết nhưng mà ngồi ăn uống mọi người, để mọi người thông cảm, tại là khá là nhiều người, nhiều khách ấy. Nên là mình quay sẽ không tự nhiên. Sẽ quay qua không khí gia đình một chút nữa để cho mọi người cùng có phút giây thư giãn. Cháu bảo nhưng mà quay qua không đông lắm. Ngày mai này.
đâu, thế là lúc ông về ông đi theo về mà. Mấy thằng cũng gọi bà sang uống rượu nhưng mà uống. Đấy, uống hai tròn tròn rồi nhá. Trong